Hello. Anh người Việt à? Vâng. Chào anh. Chào anh. Anh là anh đi xuyên Việt đúng không nhỉ? Đúng rồi. Anh vào đây. Mắm tôm ngon quá anh ạ, cái gì ngon luôn. Chắc là chứ đi lâu ngày. chưa ăn món mắm tôm, món đậu rán. Đây là khu chỗ trung tâm buôn bán của thủ đô Mapoto. Đấy. Xin chào tất cả các bạn. Thì tập hôm nay thì mình sẽ là cái tập cuối cùng của mình ở Madagascar. Thì sau hôm nay đây là mình sẽ đi sang một cái đất nước khác các bạn ạ. Thì mấy ngày hôm nay là mình ở cái bãi biển ở đây này. Cái bãi biển này nó hoang sơ nỗi mà mình cảm tưởng như là mình kiểu như là mua luôn một cái bãi biển vậy á. Ngày nào cũng kiểu là sáng rồi chiều ra bãi biển ngồi ăn sáng này. Đấy, mình đang ăn sáng đây. Rồi uống cà phê này, rồi uống bia, ngồi ngắm biển rất đã luôn. Sáng thì mình chọn bánh mì với cả sữa. Đấy, sữa đặc này. Rồi ít phô mai này. Rồi cà phê đây các bạn. Ok, mời tất cả các bạn cùng ăn sáng rồi cùng với mình đi sang một đất nước khác để tìm kiếm những cái câu chuyện mới, những cái nền văn hóa mới. Ok, let's go thôi. Bây giờ đây mình đã quay trở lại, mình phải quá cảnh ở bên Addis Ababa các bạn ạ. Thì mình sẽ ở đây đợi tầm khoảng 16 tiếng thì ngày mai mình sẽ đi về Maputo. Đấy. Thì vừa mới hạ cánh xuống Ethiopia đây. Thì quá cảnh ở Ethiopia này tận 16 tiếng cơ các bạn. Nên là khi đặt vé này thì bây giờ là hãng có đặt cho mình một cái kiểu như là một cái phòng khách sạn đấy các bạn. Thì bây giờ mình sẽ về phòng khách sạn để nghỉ ngơi. Rồi ngày mai thì mình sẽ quay lại đây để bay. Sẽ có xe taxi và xe bus của hãng cử đến. Thì tí chỉ ra ngoài kia và đến khách sạn thôi các bạn. Thì được cái là bây giờ về khách sạn thì cũng đỡ. Ở đấy thì nghỉ ngơi đàng hoàng. Nhiều bạn cứ lầm tưởng là đi ở bên châu Phi này nào là mọi thứ kiểu như là nhiều nước nghèo thì kiểu đồng nghĩa với việc là đi du lịch bên này là giá rẻ đúng không? Nhưng mà sau 4-5 tháng, gần 5 tháng mình đi ở châu Phi này thì mình, các bạn theo dõi mình thì cũng biết rồi. Những cái ví dụ như ăn uống ngủ nghỉ nhiều khi là đâu phải là rẻ đâu các bạn. Và hôm nay ví dụ như là đi vé máy bay này chẳng hạn, mình đi từ Madagascar là cũng ngay ở bên Mozambique thôi. Kiểu như cái đường chim bay thì tầm khoảng gần 1.000 cây thôi ấy. Nhưng mà ở đây thì người ta không có chuyến bay thẳng. Mình phải bay quá cảnh ở bên Ethiopia này. Mà giá vé là bay còn đắt hơn cả bên từ Việt Nam sang Mỹ các bạn ạ. Từ Việt Nam mà sang New York là còn rẻ, giá vé máy bay còn rẻ hơn đấy các bạn. Thì mình bay ở đây là 885 đồng. Đấy, mình cũng chia sẻ cho các bạn đấy để các bạn biết được đấy. Đi châu Phi đâu không phải là cái gì cũng rẻ đâu các bạn ạ. Thì đây khách sạn đây cũng rất đẹp này. Ở đây là kiểu khách sạn 4-5 sao gì đấy. Vào đây. Tối nay ngủ đây, ngoài là ban công này. Mình không biết bật cái đèn sao cho nó. Đấy, bật cho sáng sủa này. Nhà tắm đây. Đấy, giờ tắm rửa gái xong là đi xuống ăn tối. Thì người ta đặt cho cái phòng mình như thế này thì mình cũng không phải cần phải xin visa các bạn ạ. Đưa chìa cho người ta cái vé máy bay xong là người ta đón về khách sạn như thế này này. Xong sáng mai người ta lại đi đón mình ở từ khách sạn đi ra sân bay. Họ cũng cấp cho mình một cái. Đây, cái này là để nhìn số phòng này và đồ ăn tối và đồ ăn sáng này. Trong đây có cả cà phê, cà pháo này, rồi trà nữa này, bình ấm siêu tốc này, hai chai nước lọc này. Đây qua quán cái chỗ mà nhà hàng ở trong khách sạn đây các bạn. Thì ở đây mình thấy là mọi người có buffet ở đây này. Có cơm này. Có xem nào. Cái này kiểu như cà ri bò hay sao ấy.
và thịt viên. Cũng khá ngon đấy các bạn. Và injera, ui, lâu lắm mới ăn injera rồi, mấy tháng trời rồi các bạn. Bên này nữa có cả bánh kem rồi hoa quả đấy các bạn. Đi trên máy bay là ăn, mình ăn cũng vài miếng, giờ cũng khá đói này. Đấy, đồ ăn thì rất ngon luôn. Tuyệt vời. Ok, thì mình ăn đây. Hẹn các bạn vào ngày mai nha các bạn. Bây giờ thì mình mời tất cả các bạn cùng với mình đi sang Mozambique nhá. Thì chiều nay mình sẽ tới Mozambique đây các bạn. Đây, buổi sáng ở thủ đô Addis Ababa đây. Rất đẹp. Bây giờ đây mình đã tới Maputo rồi các bạn. Thì nhập cảnh ở Mozambique này hơi bị gọi là trục trặc một chút các bạn. Không phải trục trặc mà mình có nghĩ là kiểu như là người ta hơi hành mình một chút đấy. Mình có booking phòng này, nhưng mà kiểu như cái phòng đấy người ta không cần thanh toán trước ấy. Nhưng mà người hải quan là bắt phải là hủy cái phòng đấy đi, phải đặt cái phòng nào phải mà phải thanh toán. Rồi là đến đây thì mọi người lại bắt mình phải cần vé đi ra nước ngoài, kiểu như vé đi sang nước khác ấy. Nhưng mà mình bảo là mình từ Mozambique mình đi sang Zimbabwe bằng đường bộ. Nhưng mà cuối cùng là người ta vẫn không đồng ý, thế là mình lại đặt phòng, đặt vé máy bay đi từ Mozambique để sang nước khác. Đấy, nhưng mà đặt xong rồi thì mọi người cũng kiểu như là cứ làm khó mình ấy, bắt mình đợi phải tầm hơn 3 tiếng. Thì bây giờ là mãi cuối cùng là mình mới xong cái thủ tục để nhập cảnh vào Maputo. Bây giờ là đang mua cái sim điện thoại nữa, là xong là mình sẽ đi vào trong thành phố để nghỉ ngơi. Mà có cái đặc biệt nữa là vừa nãy khi mà mình search Google Map ấy, thì mình thấy là mình tìm cái gọi là cửa hàng Việt Nam ở đây. Thế là ai ngờ đâu là mình có thấy một cái cửa hàng Việt Nam ở đây. Thì mình không biết là cái cửa hàng này là của người nước ngoài, người ta làm theo kiểu đồ ăn Việt, hay là người Việt mình đang sống ở đấy. Thì sau khi mua sim này xong thì mình sẽ đến đấy để xem thử xem là như thế nào nha các bạn. Thì mình hy vọng là cũng gặp người Việt ở đây thì sẽ rất thú vị đây. Đây, mình đã tới cái quán phở Việt rồi các bạn. Thì đằng trước này đây, vừa mình đi qua mình thấy là có chữ phở Việt, thì mình nghĩ đây là người Việt Nam rồi các bạn. Ôi, cái cảm giác mà gặp được người Việt ở đất khách quê người đúng là nó vẫn nguyên cái cảm xúc như vậy ấy. Như các bạn xem những cái tập trước mình ở Uzbekistan, mình vào nhà cô Tươi ấy, nhà cô cũng làm phở Việt ở Uzbekistan. Vào mình gặp, bữa đấy mình đi mình mừng ơi là mừng luôn. Thì hy vọng là người Việt trong này các bạn. Đây, đằng trước đây. Đây, đằng trước này mình thấy có một anh nhìn có vẻ châu Á. Hello. Anh người Việt à? Vâng. Oh, chào anh. Anh là anh đi xuyên Việt đúng không nhỉ? Đúng rồi. Rồi, anh vào đây. Đây, cửa hàng người Việt mình đây rồi các bạn ơi. Ngọc Anh ơi. Qua anh đi xuyên Việt đến. Chào chị Ngọc Anh nhá. Mình nhìn trong này là quá trời phở các bạn. Thì anh chị ở đây đang, cũng nói chung là cái tầm này là cũng có khách đến ấy, thì anh chị vẫn đang ở trong kia để làm đồ cho khách. Đấy, thì mà để cho anh chị làm đã các bạn. Thì bây giờ mình đầu tiên là cứ phải ăn đã, ăn cái đồ Việt của mình đã. Đấy, xong là lấy sức thì mình ở đây còn dài mà các bạn. Ở đây có khi là tuần hơn tuần nữa cơ. Tha hồ có thời gian mà có thể ngồi nói chuyện với cả chia sẻ cùng mọi người ở đây. Giờ chắc mình gọi phở đi. Ở đây có rất nhiều loại phở nha các bạn nhá. Phở rồi miến này, chính ở đây này. Các bạn nhìn ở đây menu này, rất nhiều những cái loại phở khác nhau. Trời ơi, đã không. Thì bây giờ mình sẽ chọn phở hoặc miến gì đấy và ít nem này nữa. Ăn tận. Mình có gọi đây là bún chả chấm các bạn ơi. Đấy thì và gọi cả nem nữa, thì nem một lát nữa ra sau. Giờ ăn đã đói quá các bạn ạ. Ui, ngon cực kỳ luôn các bạn này. Nước dùng đúng là đậm chất Việt Nam mình đây rồi. Lâu lắm mới ăn bún chả này này.
Rất ngon. Thêm chút rau nữa các bạn ơi. Đấy, anh chị trong này thì làm đấy, bận từ nãy giờ đấy các bạn. Đi giao đồ cho khách là cũng từ nãy giờ là suốt ngày luôn đấy. Đây shipper đang đến để nhận đồ để đi giao này. Đúng là cái đồ Việt của mình là mãi đỉnh các bạn ạ. Lâu lắm rồi thì hôm nay mình ăn lại đồ Việt thì mình mới thấy là ăn được no căng cái bụng đấy các bạn. Mà gọi thêm kiểu cái đĩa rau xào nấm này, nhưng mà vì ăn cái bún chả này no quá, bây giờ không thể nào ăn được thêm nữa các bạn. Giờ đang ngồi nghỉ một tí đây. Giờ nói là cũng thấy mệt rồi các bạn. Bây giờ là mình sẽ đi về khách sạn đã, rồi mai mình lại quay lại. Thì đấy, thì bây giờ là chị ấy có một cái bạn nhân viên mà kiểu đi chở hàng ấy, thì cái bạn nhân viên đấy sẽ chở mình đi về khách sạn. Nói chung mình đặt khách sạn thì cũng gần đấy rồi các bạn. Ok, hẹn các bạn ngày mai mình sẽ quay lại đây. Thì chắc là hôm nay mình sẽ ở cái khách sạn kia một đêm, xong là mai mình sẽ tìm cái chỗ nào khách sạn nào mà nó gần cái quán cửa hàng này thì ở cùng mọi người, thì kiểu như tiện vào ăn uống chơi cùng mọi người sẽ tiện hơn. Chào buổi sáng tất cả các bạn. Mình đang lại một cái điều bất ngờ nữa khi mà mình đang đi ở trong thủ đô của Maputo. Thì ở đây có một cái đường tên là đường Hồ Chí Minh các bạn ạ. Đây, các bạn thấy chưa? Đấy, đường Hồ Chí Minh này. Thì qua ở đây người ta đặt cả tên đường của Bác Hồ luôn này. Thì chứng tỏ là cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Mozambique này là rất khăng khít và thân thiết đấy các bạn. Thì con đường này cũng nằm ở phía trung tâm. Và cái... đây, cho các bạn xem con đường này nhá. Đấy, đường này thì bắt đầu từ đây và sẽ kéo dài đằng này tầm khoảng 1 km nữa. Thì những cái nhà ở đây thì mình thấy kiểu như là nhà kiểu như của chính phủ vậy á. Kiểu như những cái gì mà liên quan đến chính phủ vậy. Hoặc cũng có thể là những cái đại sứ quán người ta ở đây. Thì đằng trước mặt đây các bạn thấy là bảo vệ có cả súng này. Đấy, rất bất ngờ và thú vị đúng không? Avenida Hồ Chí Minh. Ở Maputo này không chỉ những là một quán phở Việt đâu các bạn, mà là có 3 quán cơ các bạn. Thì bây giờ đây là mình đang thấy một cái cửa hàng người Việt Nam mình đang kinh doanh nữa. Thì bây giờ mình sẽ thử vào đấy để ăn và cũng như là chào gặp gỡ mọi người xem nào. Đấy, thì các bạn đến Maputo này các bạn chỉ cần Google cái là có thể ra được những cái địa điểm ở phở Việt ở đây. Đây rồi các bạn ơi. Akatsikas. He have someone from Vietnam. Can I wait? I want to say hi with them. I want to say hi with the Vietnamese people here. He has the Vietnamese people? Yes. Okay. Okay. Đào hồng khoe sắc đón xuân sang. Okay, maybe I can sit here. Chị ơi. Em chào chị. Chào tổ. Có ăn chưa hả? Dạ. Em chào chị. Được thì là đồ ăn Việt của mình ấy thường thôi, như cơm rang hoặc là mì xào hoặc là phở đấy. Dạ. Bún bò Huế. Vâng. Là chị mình chứ còn những cái đồ mà gia vị khác thì lại không có nhiều gia vị của Việt Nam nên không có làm được những món khác nữa. Thế thì cho em nghe bún bò Huế lâu lắm không ăn rồi nhỉ? Bún bò Huế đi nhỉ? Rồi còn cái gì nữa nhỉ? Đặc có nem. Ok, rang. Một nem nữa đi. Gì nữa? Cái gì đặc trưng? Nem à? Nem. Đây, em cứ nhìn vào đây. Đây, cứ xem đi. Nem ăn nem rán bên ngoài nhá. Em nem cuốn, nem rán. Nem rán đi chị. Đấy. Nem rán đi. Nem rán hả? Bốn cái hả? Vâng, cứ bốn cái rồi một bát bún bò Huế. Rồi. Không chị giới thiệu cho em tiếp đi. Còn cái gì đây, nữa? Đây thì đây những cái đồ ăn đây này. Nhìn này.
À, đậu đây, đậu đúng không? À, đậu phụ. Ờ, đậu phụ rán đi. Đậu phụ rán món tôm nhá. Ui dồi ôi, tuyệt vời luôn. Ờ, ok luôn. Có vị thì có đậu mắm Việt chứ. Qua bên này, mà qua bên này có cả mắm tôm luôn. Ôi đưa rồi. Qua công rồi. Ôi dồi ôi. Công đang sang bên này. À. Ok, thế thì à, lấy tặng cho em 3 món đấy. Ok, ok, được nhá. Nhưng mà chị sang đây lâu chưa? 7 năm rồi. 7 năm, à. Thế quán mình là ở đây có tầm bao nhiêu người chị? Giờ hiện tại đang 2 người Việt, chứ khoảng hơn chục nhân viên. À, hơn chục nhân viên là hai trẻ em. À, hai người Việt là nấu ăn à? Ừ, à dạ ok ok rồi nhá, để dạ. Chị xuất dụng cho em đó. Dạ em chào anh. Chào anh. À dạ anh. À, đây các bạn, đây là anh chủ quán ở đây này đó thì đấy, các bạn nhìn quán ở đây thì mọi người trang trí là cũng những cái đặc sắc của Việt Nam mình này, những cái đồ truyền thống và nón lá rồi lá cờ của Việt Nam đây. Đấy. Thì ở đây có 3 người nhờ chị vừa nãy là anh này và một người nữa các bạn ạ. Thì ở đây cũng có thể nấu lẩu với cả đồ nướng ở đây nữa. Anh tên là anh Hoàng đúng không anh? Ừ, anh tên là Hoàng. Anh Hoàng. Anh sống đây lâu chưa anh? Sống ở đây chục năm. À chục năm rồi. Thế là hồi trước là người Việt bên mình ở đây là có đông không anh? Việt trước đông 4-500 người. 4-500 người cơ. Đông nhất là công ty Moviten. À Moviten. Đó là Viettel của mình ấy. À. Đúng rồi các bạn ạ, bên này là mọi người kiểu công ty của Viettel mình là cũng sang bên này là làm với các bạn nên là có công ty. Nên là người Việt ở đây cũng khá đông. À, thế những cái người còn lại thì thường sang đây là làm những cái gì anh? Làm điều, làm gỗ này. Gỗ hả? Làm điều này. Rồi làm gạo này, buôn gạo, thì đánh gạo từ Việt Nam sang. À dạ. Đấy các bạn ạ, đúng là cái cảm giác mà đi mà lâu ngày không gặp người Việt thì đúng là mình vừa nói chuyện với anh mình vừa kiểu mừng, kiểu nó hơi run run đấy các bạn. Anh thì nhà anh thì muốn làm nó cách nó kiểu như thuần Việt. Vâng. Đấy. Đem cái gọi là món ăn của Việt đến với cả mọi người khác quốc gia. Khách ở đây thì thường là khách gì anh? Khách người nước nào là chủ yếu? Khách ở đây có người bản địa ở đây, có cả người Trung Quốc. Vâng. Cũng có một số nơi như là các sứ quán của các nước Nhật, Hàn người ta cũng hay đến. Dạ. Đấy. Rồi mấy cả rất là Quốc Khánh hay là cái ngày gì của Nhật ấy, là người ta toàn đặt lem rán nhiều rồi nhé. À. Em đi đúng là cũng chưa phải là nhiều nhưng mà đi cũng nhiều quốc gia em thấy đúng là đồ Việt mình công nhận ăn cực kỳ ngon luôn đấy. Hàng hóa như nhà này đánh như ở bên này chả thiếu thứ gì. À thế. Vì đồ của người Trung Quốc người ta cũng mở quán người ta cũng đánh sang đồ ăn Trung Quốc, đồ ăn mình cái gia vị nó cũng giống nhau ấy. Vâng. Cũng chả thiếu cái gì. Em thấy vừa có cả mắm tôm nữa cơ. Có, mắm tôm là nhà anh đánh sang. Khoảng một năm nhà anh đánh khoảng 2-3 lần công sang. À dạ. Đấy. Anh ăn cùng em luôn. Em ăn đi, anh cứ ăn đi, cứ tự nhiên đi, hai anh em. Ok, đây các bạn ơi, đây là bữa trưa của mình này. Thì đây có bún đậu mắm tôm này. Đúng là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đây, mắm tôm này đó, rồi nem rán này, rồi còn món phở phở Huế nữa thì mình đang đợi ra các bạn. Người Việt mình chủ yếu sống ở Maputo này đúng không anh? Sống Maputo. Anh ở đây 15 mình thấy bên này yên bình, sống khí hậu sướng. Bên này người ta không kiểu hay, người dân cũng dễ thương mà đúng không? Dân người ta dễ thương, không hay. Này chả bao giờ cãi chửi đánh nhau. Tết ở đây đông người Việt thấy chẳng hạn bánh chưng, bánh tét có, rồi tất Tết cả. Tết nhà anh là gói hết, ai là đặt là gói hết. Rồi. Tết nào cũng phải gói 80-100 cái. Thế các rồi. Nhà mỗi nhà đặt mỗi nhà vài cái. Rồi.
ngon quá. Đậu này mình tự làm hay là cũng... Không, đậu là mua. Mua của siêu thị. À vâng. À cũng người Trung Quốc này đông nhỉ. Đông. Đầu bếp nấu này cũng là người Việt mình hết đúng không? Người bản địa. Hôm nào em xuống đây em ra em quay với cậu, vì là anh bảo cậu nấu em. À. Người bản địa, nhưng mà các cậu được đào tạo bằng bếp ngày xưa nhà anh à. Mới mở là mời đầu bếp ở Việt Nam sang ấy. À dạ. Đấy, cậu ở 5 năm liền là cậu có đào tạo cho các bạn. Bây giờ là các bạn đứng lâu hết, một số món nào mà khó thì bắt đầu mình mới vào bếp thôi. Vâng. Đấy. Còn người ta, thế mấy bạn nhân viên này là cũng làm đây lâu lắm. Vâng ạ, 7-8 năm rồi. Trung thành nhỉ. Lâu đa số là cậu làm hết. Ừ. Không đấy. Cái gì món gì nó khó cao cấp thì là mình vào. Thế chỗ này em thấy anh để đây cả nấu cả lẩu với cả đồ nướng hết. Đây là đồ nướng kiểu nướng Hàn. Đấy. Bên này là người ta rất thích ăn đồ nướng. Vâng. Người ta không kiểu có luộc như mình. Vâng. Đấy. Người ta chỉ có nướng với cả hấp. Vâng. Đấy. Mắm tôm ngon quá anh ạ, cái gì cũng ngon luôn. Chắc là chứ đi lâu ngày chưa ăn món mắm tôm, món đậu rán. Ở bên này có món xí mà rất ngon. Xí mà? Ăn nó với thịt nướng. Đó là cái bột ngô. Cái bột ngô bắt đầu người ta quấy ra như là bánh đúc ấy. À rồi ăn okay. Rất ngon. Đấy. Món đấy em thấy là nhiều nước Đông Phi được không ăn? Đấy. Ồ, họ nấu ăn rất ngon. Người Việt mình ở đây đông vậy, kiểu như thi thoảng có kiểu như tổ chức gặp gỡ nhau. Có ấy. Có thường xuyên không? Có thường xuyên. Vâng. Thứ bảy, thứ tư và thứ bảy là đi đá bóng với nhau. À, thì còn có giao lưu đá bóng. Có giao lưu đá bóng nhau. Cái chiều thứ tư và chiều thứ bảy vâng. Giao lưu đá bóng với nhau, xong về một nhà nào đó ngồi nhậu. Vâng, đấy. Hay nhỉ. Uống bia. Sang bên này thì đồ ăn thì là chuẩn, không có thuốc thiết gì cả. Người ta thiên nhiên ưu đãi cái gì thì cứ trồng dưỡng là mọc thôi chứ không thuốc theo gì cả. Anh ở đây mấy năm thế thì kiểu như là bố mẹ anh thì có sang đây thăm trước anh? Trước ở bên này sữa hết mà. Ừ. Trước anh cái. Bên này á. Vừa đợt dịch nhà anh mới về chứ trước ở bên này hết rồi. Bây giờ là hai anh em mình và cu con này nữa thì ba anh em mình sẽ đi dạo quanh một vòng thành phố nha các bạn. Thì tầm này là tầm chiều rồi nhưng mà anh bảo là thôi cứ anh dẫn đi chơi một vòng cho nó biết. Cái phương tiện mà đi di chuyển trong thành phố các bạn thấy là như cái xe trước mặt này. Nó kiểu như bên này người ta hay đi theo kiểu là cái xe này là kiểu cái xe buýt mini vậy các bạn. Đấy. Ai mà trong thành phố không đi taxi hay là tuk-tuk thì có thể chọn những cái phương tiện như thế này. Cái xe ở đây thì xe bus nó cũng chỉ nhỏ như này thôi này. Em thấy mà đất nước này em thấy là GDP bình quân đầu người nó cũng nghèo thuộc top ở châu Phi nhưng mà sau đi trên đường em thấy là ô tô cũng khá nhiều anh nhỉ. Rẻ. À ô tô rẻ à? Ừ. À. Quá rẻ luôn. Ví dụ như cái ô tô bình thường như thế này ở đây tầm bao tiền này? Rơi vào khoảng từ 2.500 đến 3.000 đô. À nhưng mà con đấy nếu mà mua ở Việt Nam tầm bao tiền? Cấp... Mua ở Việt Nam chắc phải nếu mà đời Mazda này chắc phải 150-200 thế nhỉ? À. Thật đấy. Tầm gấp đôi nhỉ? Đấy, các bạn thấy đi rất nhiều ô tô luôn nhá. Đấy. Mình cứ nghĩ là trước khi đến đây mình không biết ấy, mình cứ kiểu như đọc cái thông tin trên mạng đấy các bạn. Thì thấy là đất nước này cái người ta nghèo ấy. Nhưng mà ai ngờ đâu đến đây là ô tô quá trời luôn các bạn. Thuế nó rẻ, ô tô nó rẻ. Xe máy thì đây mình thấy ít lắm, không có nhiều đâu. Đây là con đường mà lớn nhất ở trong thành phố Maputo đây các bạn. Anh hỏi con đường này tên đường gì anh? Đường Mondelan. Mondelan. Tên của cái đường này là? Tên của ông Tổng thống. À. Đấy các bạn thấy đường lớn nhất trong thành phố thì nó như thế này đây.
cái vị tổng thống này là có kiểu có công với ở đất nước thì người ta làm đặt tên theo vị tổng thống đấy. Các bạn thấy đường lớn nhất thì bên ngoài này nó hai làn này, bên trong này nữa thì cũng có thể đi hai làn nữa, bên kia cũng vậy. Bên giao thông bên này thì người ta đi trái đường chứ không phải là đi bên phải đường. Mật độ dân số của bên Mozambique này khá thưa các bạn ạ. Diện tích vì bên này nó lớn gấp 3 lần của Việt Nam mình. Nhưng mà dân số ở đây thì người ta chỉ có tầm 29-30 triệu người thôi. Và các bạn thấy là đi ở đây ấy, thì cái đường mà người ta trải nhựa ấy, thì là cực kỳ ít luôn các bạn. Chỉ có 30.000 km là km đường ở Mozambique. Nhưng mà cái đường mà để trải nhựa để đi ngon lành chỉ có 5.600 km thôi các bạn ạ. Nên là nếu mà sắp tới mà mình khi mà mình rời khỏi thành phố Maputo này thì sẽ gặp đường đất ấy, cũng khá nhiều ấy. Đường xá đi lại ở đây thì chỉ gần trung tâm thành phố là được trải nhựa nhiều thôi. Còn đi về vùng nông thôn thì đường khá xấu. Đây là trung tâm này em. Đây là đấy, đây là đường Mon de Lan. Tên của một vị tổng thống của đất nước này. Đấy, đây là tượng đài của ông ấy đây. Ở đây em thấy là cũng thấy ít nhà cao tầng nhỉ anh nhỉ? Ít lắm, đây này ít lắm. Đất người ta rộng, người ta xây cao làm gì đâu. Đất người ta rộng. Đấy, em đi em nhìn các ngôi, các cái nhà đấy. Chỗ này em nhìn khá sầm uất đấy anh nhỉ? Đây là khu chỗ trung tâm buôn bán của thủ đô Maputo. Đấy. Quần áo, giày dép, bao lô, túi sách. Đấy. Đấy, anh em mình thử đi dạo một vòng coi đây. Ở đây người ta cũng bán kiểu đồ dùng lần hai là cũng khá nhiều. Có, anh nhỉ? Có, đồ rất nhiều, đồ second hand. Chỗ này là người ta mở như mở là hàng ngày luôn hay là chỉ... Mở hàng ngày luôn, từ sáng đến tối luôn. Chỗ này là cái điểm mà ưa chuộng ai mà đến mà muốn mua những cái đồ mà second hand thì có thể đến đây đấy các bạn. Giày dép rồi cả những cái đồ. Ông bảo quay ông nhỉ? Quay ông đấy. Hello. Bán cả vỏ. Vỏ ốp điện vỏ thoại. Vỏ ốp điện thoại. Rất cũ. Sơ ghi quán tôi đi nhé. Vin đi. 20 đồng. 20 đồng là bao nhiêu? 6.000 à? 7.000. 7.000. 7.000. Obrigado. Anh chỉ hỏi là ông này ông ấy chú ấy lấy cái đồ ốp này đồ. Señora, es señora compara onde? Sí. Sifamamini. Ở chợ Sifamamini. Mua ở chợ khác. Có chợ khác. Ok. Thank you. Obrigado. Obrigada. Ui, dọc đường này khá dài nha. Khá dài. Nhưng mà đây người ta thường bán vào buổi sáng thôi hay là ban đêm người ta có bán không? Bắt đầu từ 9 giờ đến khoảng 3 giờ 3 rưỡi chiều là 15:30 bắt đầu người ta giảm dần, dọn dần. Cái giờ kiểu đấy giờ làm việc ở bên Mozambique. Mozambique. Bắt đầu làm việc từ 9 giờ đến 15 giờ chiều. Hello. Hello. Đây đủ. Được chỉ bao nhiêu? Xin chào tiếng Bồ Đào Nha nói kiểu gì anh? Xin chào, hola. Hola. Cảm ơn. Cảm ơn, obrigado. Trong ở Maputo này thì cái ngôn ngữ chính của người ta nói là tiếng gì anh? Chỉ có tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Maputo là tiếng Sangala, gọi là tiếng kiểu bản địa đấy. Vâng. Tiếng dân tộc. Nhưng mà nói tiếng Bồ là cũng nhiều đúng không? Tiếng Bồ là chính. Tiếng Bồ là chính. Bên này người ta có kiểu là ẩm thực đường phố như Việt Nam mình không anh? Ở bên này không có. Không có. Không có ẩm thực đường phố. Chỉ là bán những cái đồ như thế này thôi đúng không?
Người ta bán một số đồ như bột ngô người ta nấu ra người ta gọi là xí mà. Vâng. Có cả cá rán. Dạ. Thế này là thịt gà công nghiệp người ta kho theo kiểu món ăn của bản địa của người ta. Thế là cũng chỉ có vài món cơ bản thế thôi. Thế thôi. Thời tiết bên này thì thường có mấy mùa anh? Có hai mùa ạ. À. Mùa đông và mùa hè. Mùa hè thì có kèm theo mưa. À, đấy, dạ. Mùa đông thì kèm theo lạnh và khô. Như bây giờ là đang là cuối mùa đông đúng không? Bây giờ đang cuối mùa đông, chuẩn bị chuyển sang mùa hè. Bên này lại thời tiết lại ngược với Việt Nam mình nhỉ? Ngược với Việt Nam. Ở bên này quả gì nhỏ thì ở Việt Nam quả rất to. À. Mà ở bên này quả gì to thì nó cũng nhỏ, ở Việt Nam lại rất nhỏ, ngược lại. Ví dụ em nhìn quả đu đủ, cây đu đủ bên này phải cao hơn chục mét. À thế quá. À. Đây là nhà ga xe lửa đấy. À. Đấy. Nhà ga này từ thời Bồ Đào Nha. À. Đấy, hơn 100 năm nay. À. Bây giờ thì nó còn nào hoạt động không? Vẫn đang hoạt động. Ừ. Nhưng mà chỉ đi cách đây khoảng 200 cây thôi, 200 cây số. Cái tượng này chắc là cũng từ thời với cả đấy, cái này đúng không? Vâng. Bây giờ mình sẽ mời các bạn vào trong này để xem cái nhà ga mà từ thời thuộc địa của Bồ Đào Nha người ta làm thì sẽ như thế nào nhá. Nhưng các bạn thể nhìn từ bên ngoài là những cái kiến trúc bên này thì cũng khá đẹp đấy. Cổ kính. Trong thành phố này bây giờ những cái kiến trúc mà của Bồ Đào Nha thời xưa thì còn nhiều không anh? Cũng hầu như là vẫn còn nguyên. Còn nguyên đấy hả? Ví dụ như các cái nhà em đi á, không phải nhà cao tầng mà các cái nhà kiểu như biệt thự ở mình ấy. Vâng. Đấy là các kiến trúc của Bồ đó. À dạ. Đấy. Hơn 100 năm rồi, các bạn thấy nhìn vẫn rất hoành tráng và khang trang và đẹp nhá. Bên ngoài này thì có những cái người mà chị ở đây người ta bán nước và bán hoa quả ở đây. 200 đấy. Cây nhưng mà nó lên phía Bắc hay là xuống phía Nam anh? Đi lên phía Bắc. Xuống phía Nam mà không có. Ừ. Ừ. Mình đang đây là đang ở phía Nam mà cuối cùng ở phía Nam. Dạ. Đấy. Thì 200 cây thì nó cũng không được nhiều các bạn ạ. Ừ. Đẹp quá. Nhưng mà bây giờ kiểu như nó còn phổ biến kiểu như người ta thường chọn là đi xe lửa ngoài hay là vẫn người ta vẫn đi xe lửa. Vâng. Đấy. Kiểu như tàu hàng của mình ngày xưa ấy. Vâng. Hay là bây giờ của mình có tàu hàng ấy. Vâng. Đây thời xưa thuộc địa của Bồ thì người ta dùng cái này đây đúng không anh? Đấy, đấy. Đấy. Cái đầu tàu một thời thuộc địa đây. Giờ người ta để đây người ta làm lưu trữ làm bảo tàng để cho đẹp. Còn hiện tại thì tàu mới thì như thế này. Đấy. Như cái tàu này cũng khá ngắn các bạn, chỉ có 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 toa thôi. Chỗ này là cái chỗ mua vé. Ngân hàng đây, ngân hàng. À ngân hàng. Ô, em thấy cái cầu treo này. Đấy, cầu lúc anh em nhìn thấy. Cầu treo này là đi về. Đây là cầu treo đi về phía Punta do Ojo, một trong những bãi biển cũng là rất đẹp. Đấy. Ở phía Nam. Ở phía Nam. Cầu này làm lâu chưa anh? Cầu này làm cách đây từ khánh thành từ 2018. 2018, ô tính mới làm nhỉ? Ừ. Thế trước mà không có cái cầu này thì người ta đi lại xuống phía Nam kiểu gì anh? Người ta đi phà. À. Đấy, các bạn thấy là đi xuống phía Nam mà anh nói là về cái điểm rất nổi tiếng gần Nam Phi ấy. Bãi biển cực kỳ đẹp như vậy nhưng mà người ta cũng chỉ mới làm cái cây cầu treo này để đi về phía Nam là cách đây có mấy năm nay thôi. 5-6 năm nay thôi. Nên là có thể hình dung là cái phương tiện và cái đường xá ở Mozambique này thì nó cũng hạn chế như thế nào ấy. Đấy, trước kia mà không có cái cây cầu này thì mọi người phải đi đò thì cũng phải mất rất nhiều thời gian và lâu. Giờ có cái cầu này thì nhanh, gọn. Những cái đường xá như thế này là cũng từ thời Bồ kiểu người ta vẫn kiểu giữ vẫn nguyên. Vẫn giữ nguyên. À. Đấy. Tòa nhà này cũng cao phết anh nhỉ? Ừ. Nó là cao nhất chưa anh? Chưa phải cao nhất anh ạ.
Những cái hình ảnh này đây là những cái hình ảnh mà các bạn thấy là sầm uất ở Mozambique đấy các bạn. À, để cho các bạn dễ hình dung thì dân số của Mozambique thì 30 triệu người ấy, nhưng mà cái phần trăm mà người dân mà làm nông nghiệp ở Mozambique là chiếm tới tầm khoảng hơn 80% đấy các bạn. Khi mà rời khỏi thành phố cái thôi là các bạn có thể thấy là những cái hình ảnh thôn quê và kiểu như thiếu thốn cũng khá nhiều. Đây, thành cổ. Thành cổ. Có dỡ vào không? À, ok anh, từ vào anh ghé tí nhỉ. Đây, đây, tìm chỗ đỗ xe. Maputo là cũng gần biển các bạn, nên ở đây các bạn thấy hải sản đây cũng rất nhiều đấy. À, mực và cá này rất to luôn. Mực. Hải sản ở bên này có thế nào anh, giá cả thế nào anh? Nó hải sản bên này rẻ lắm, cực kỳ rẻ luôn. Đấy. Ở bên này có tôm hùm hay là cua các thứ nhiều không anh? Tôm hùm, cua đầy. Đầy luôn à? Khoảng một con tôm hùm khoảng 1 cân đến cân 2 rơi vào khoảng 1.100 metikai. Đấy, nhân với cả 35.000 ở nhà mình thì hơn 400.000. Đấy, hơn 400.000 một con. Một con hơn đấy. Cân. Đấy. Rẻ nhỉ. Trước mặt các bạn đây là một cái thành cổ này, như thành cổ Quảng Trị của Việt Nam mình vậy. Kiểu trong này hồi xưa là dành cho vua chúa ở hay là như không, thế nào? Thành cổ này không phải dành cho vua chúa mà thành là để bắn, thành để súng với cả pháo để chống xâm nhập từ bên ngoài biển vào. Thế cái này là do người dân Mozambique làm hay là đúng không? Không, cái này là từ thời đúng là người dân Mozambique làm nhưng mà cái thiết kế từ thời Bồ Đào Nha. Vâng. Đây vẫn còn những cái khẩu pháo mà thời xưa này. Rất to luôn. Không kiểu thời xưa mà không có cái phương tiện gì người ta xây cái thành này cũng khá là thấp. Thành bé tí thôi các bạn. Này có cả súng liên thanh thời xưa này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lòng. Đây là một chiếc quan tài mà thời xưa của Mozambique truyền thống đây. Thì các bạn thấy là người ta cũng đục đẽo rồi điêu khắc những cái hình trang trí bên ngoài này. Này đạn thời xưa đây các bạn, này, đạn bắn vào pháo cối này. Đấy, chỗ này đây là cái phà mà trước kia mà nếu mà không có cái cây cầu treo bên này này các bạn thì mọi người sẽ đi phà ở đây để sang đi về phía nam biên giới với cả Nam Phi đấy các bạn. Giờ có cây cầu này rồi thì chỗ này không còn hoạt động nữa rồi. Anh em mình đang dừng lại ven đường để làm thử ly xem là em uống nước cam này. Anh với Vinh uống nước gì? La Zanza. Vinh uống nước gì? Cam, nước mía để em có nha các bạn. Bên kia có quả dừa nữa này. Cam ở đây nhìn là cũng khá to đấy các bạn, nhưng mà không biết là uống là có ngọt hay không. Để thử xem. Ví dụ như tối hôm nay đoạn này là rất hay đông người. Ra đây họ đỗ xe, họ đứng họ uống bia, họ bật loa lên, họ nhảy nhót. Mùa hè chỗ này còn đông nữa anh nhỉ? Đông, mùa hè ở đây đông lắm. Các bạn thấy là như cái dọc đường này người ta cũng để những cái ghế đá như thế kia để cho người ở đây để đến chơi và ngắm cảnh, ngắm sông rồi ngắm cầu ấy. Cam không cho đường nhưng mà rất ngọt các bạn ạ. Được, cam đấy ngon đấy các bạn. Ngọt anh ạ. Ngọt chứ, ngọt, đồ bên này ngọt lắm. Hoa quả cái gì cũng ngon. Không sợ chất bảo quản, không sợ thuốc phun phiếc để lớn nhanh. Các bạn nhìn cái tòa nhà rất đẹp đằng trước cái Movitel này đấy của Viettel Việt Nam mình đấy. Một cái tòa nhà rất đẹp và to cao ở đây. Thì người Việt làm trong này cũng rất đông này.
Movitel ở đây nó kiểu như là một cái hãng truyền thông có lớn không anh? Đứng lớn, thứ mấy ạ? Lớn cũng nhất nhì ở đây đấy. À dạ. Nhất nhì của Mozambique. Vâng. Đẹp không? Nhìn Mozambique rất ít nhà cao tầng, nhưng mà các bạn thấy là cái trụ sở của Viettel mình làm này rất khang trang và đẹp. Trước mặt các bạn đây là chỗ cái tường trắng bao quanh, đây là nhà phủ tổng thống ở bên Mozambique đây các bạn. Đây này là... Và cái khu xung quanh đây là cũng kiểu như đại sứ quán các nước là cũng gần đây, ở đây luôn. Đi nhiều nước trên ở châu Phi thì các bạn thấy đấy, mình cũng đến gặp hầu như đâu người ta ở Trung Quốc người ta cũng mở casino ấy. Thì đây cũng là một cái casino và hotel ở Maputo. Trước mặt đây là casino Bồ Đào Nha. À. Hai anh em bọn mình là bây giờ là đang đi ra khỏi trong thành phố một tí, thì đây gọi là làng chài đúng không anh? Làng chài. Ở đây người ta là nghề chính của người ta là đi chài. Đi thôi. đi bắt cá đấy. À. Đi bắt cá, đi thuyền bắt cá. Thế ở đây người ta đi bắt đánh cá bằng những cái thuyền như đấy, thế bằng là... thuyền này luôn em. Đấy, bắt cá, bắt mực, bắt tôm. À. Đấy. Vẫn còn như ngày xưa ấy, vẫn cầm cái xiên ấy, phi mấy cả xiên tôm. À. Đấy, cá thế. Đấy, các bạn thấy là những cái thuyền là toàn thuyền kiểu thuyền nan, thuyền bé tí thôi các bạn, không có con thuyền lớn ở đây cả. Đây hôm nay là trời hơi sóng một tí nào, mọi người không có đi thì nè, các bạn thấy thuyền nhiều lắm dọc chỗ này luôn, toàn thuyền bé thôi, không có thuyền to. Tỏ là ở đây cái hải sản ở đây mà vẫn chưa khai thác được hết 100% công lực đâu các bạn. Thì mình nghĩ là ở đây hải sản rất nhiều ấy, chỉ cần đi ra ngoài một tí là sẽ cực kỳ nhiều luôn. Ở trên này thấy người ta bán cả hải sản luôn này. Mình mời các bạn đi vào đây để xem người ta bán những cái gì nhá. Và ngay cái chỗ bán hải sản này thì cũng có những cái quán người ta chế biến luôn anh nhỉ? Chế biến luôn. Ừ. Đấy. Đây là ngao. Ngao. Mê xoá. Đấy. Cá bống. Đấy. Tôm. Cua. À. Đấy. Con này gọi là con gì? Con ghẹ. Ghẹ đúng ghẹ, không? Ghẹ. Đấy, ở đây ngao hến rất nhiều luôn các bạn. À, ghẹ, cua, ghẹ rất nhiều. Mình thấy chính ở đây thì ở đâu quán nào là cũng hàu, à quên, à, ngao là nhiều. Anh em mình vào trong này. Cá Vinh ơi. Cá ấy là cá gì nhỉ? Cá gì mình gọi là mú nhỉ? Mú đỏ, mú đen này này. Này này. Đấy, đồ này toàn là đồ tươi đó. Vâng. Đấy. Đấy, tẹo đã ra chợ cá kia thì là mổ rồi. Đây là vừa đánh lên ông đầu ấy. Bán không hết, bắt đầu mới mổ, bỏ ruột đi, cho vào đông lạnh. À, đấy, để cái đấy. Đấy, như bên này, anh này đang mổ cá này. Đấy. Mổ cá như cho khách ăn luôn trong này. Ừ, có, ăn luôn, đấy. Bò tan. Esso bên, Ivoce. Như con cá này nếu mà mua ăn luôn thì tầm bao tiền anh? Esso, Esso khi quan, quan tù đi nha. Quan tù đi nha. Yes. Quan tù đi nha. Yes. Hả? Ba trăm mê. 300 có hơn 100.000 rồi. Ờ. Rẻ nhỉ. Thế cả công chế biến và lướng nữa thì mất cũng khoảng xem xem như thế. Vâng. Đấy.
cái chỗ vừa nãy là cái chợ làng chài vừa nãy thì khi mà những cái người mà người ta đi đánh cá được thì người ta sẽ mang hải sản sang chỗ này này. Thì chỗ này có quy hoạch nhiều hơn và người ta sẽ đến đây mua được nhiều hơn. Ui, tôm hùm này. Xung quanh tôi đi nghe này. Anh kia nói sen và kia bảo 900 mê một cân tươi rơi giói đúng không? Đấy. 900 là có 27 700 300.000 Yeah. 700 300.000 con này. Anh kia pick up ạ. Đấy, ngon không? Ngon. Fresh one. Đây là em nhìn này, cái xiên này, vẫn xiên này. Đấy, ăn bằng cái xiên đấy. Xiên này hả? Yeah, yeah. Đấy. Yeah. Đấy. Bắt như ở làng chài anh chỉ đấy. Đấy. Người ta cầm bắt cái xiên này, xiên đấy. Người ta bắt kiểu vẫn hoang dã. Ờ, đấy. Chúng đâu là xin đi. Ok, I look around first. Ok. Alright. Tôm vẫn sống. Anh kì. Quá trời tôm hùm này. Quán tù. Nó xin. No centro, muito pequeno, 9 centro. Ở đây người ta có kiểu là chặt chém không anh? Mình không. Cái có loại cá to các thứ thì người ta sẽ mang ra đây người ta bán nhiều hơn anh nhỉ? Ừ, cá to. Có những con cá cá mú à 100 cân. Vâng. Đấy, mú đỏ đấy, đấy. Rẻ. Quá trời to rồi. Quan tôi đi nha, ok rồi. Anh chị. Kinh nghiệm 500 mê một cân cá mú. 500 mê một con này chắc tầm chục cân quá nhỉ. Con này đến đấy, con này phải 12 cân. 5.000 Đấy, cá tươi, rói rói, rẻ. Ui, to cái nhỉ. Cái này gọi là cá thu đúng không? Cá này cá thu. Đấy, mú đỏ. Cá này nấu canh ngon này. Ui, cá này nấu canh làm ngon lắm. Đấy, lên xe này này, xem có con cua to này. Cua trên này. Ô tụi mê. Xin mời đây, mua sức. Nón tê grande. Quan nada nada aqui pequeno 500 500 một cân 500 một cân cua vào 150 200 thì ở bên này người ta quy hoạch theo kiểu là một bên bán cá luôn và đây bên này là sẽ là những cái cửa hàng ăn uống ở đây các bạn. Thì bên này là gần biển mà. Thì khi mà hôm nào mà trời nắng lên ấy thì khách đến đây chơi sẽ rất nhiều, thì người ta có thể ăn uống nhậu nhẹt ở những chỗ như thế này. Đấy, các bạn thấy những cửa hàng này. Mình thấy đây là có cả khách người bản địa và khách người nước ngoài nữa. Đấy, các bạn ngồi ăn uống ở đây và ngồi view biển gió mát. Tour, tour, ok. Eu visita depois, volta. Tá bom. Chỗ này quy hoạch hết rồi, cũng không có lộn xộn đâu. Chỗ nào ra nấu ăn, ví dụ chỗ này này, các bạn thấy là đây như là cái gian bếp của người ta đằng sau ấy. Thì đằng... A menina cozinha no máximo para. Tá bom, depois eu. Đi đến đây đấy, người ta cũng chào mời để ăn uống cũng rất nhiệt tình đấy các bạn. Sau một vòng thì bây giờ mình đã quay trở lại nhà quán của anh rồi các bạn. Thì anh cũng bảo mình là mời mình ở lại nhà anh chơi mấy ngày ấy. Nhưng mà hôm qua thì chị bên Ngọc Anh và anh chị bên kia thì cũng có bảo mình là hôm nay kiểu sang bên đấy ấy. Nên là
Hôm nay mình sẽ sang bên kia thì ở đây chơi cùng với anh một lát nữa thì mình sẽ sang quán bên kia của mọi người. Từ anh Hoàng này, rồi chị Ngọc Anh này, rồi anh Duy này, tất cả mọi người ở đây khi mà gặp mình thì đều rất nhiệt tình và đều kiểu như là rất cởi mở khi mà mình đến đây đấy các bạn. Thì bây giờ đây mình đang đợi, mọi người vẫn đang làm thì tầm này cũng chuẩn bị đến giờ cao điểm đấy. Thì buổi trưa là anh như bạn này nhân viên đi giao hàng này. Thì buổi trưa mọi người đang nấu ăn trong kia thì mình đang đợi anh Duy Giang để có thể hỏi vài câu chia sẻ cho các bạn về cái cuộc sống của anh Duy khi mà sang Mozambique này các bạn. À đây, chào anh. Hello. Rồi, em chào anh có thể giới thiệu qua bản thân anh tên gì, anh ở đâu được không anh? Mình tên là Duy, mình đến từ Hưng Yên. Mình năm nay 33 tuổi. Anh sang bên Mozambique này lâu chưa? Mình mới sang tính năm nay là được nửa tháng. Mới nửa tháng thôi à? Thế mà lý do nào mà anh lại chọn từ Việt Nam mà sang tận Mozambique xa xôi này? Mình thấy sang bên này cuộc sống rồi, người nhà bên này thì mọi người thấy bảo cuộc sống rồi sinh hoạt rồi mới cả mọi người bên này thì thấy cũng ổn. Thế là mình muốn sang bên này thì xem văn hóa rồi, văn hóa của người bên này rồi muốn trải nghiệm cuộc sống. Thế là anh có người nhà bên này luôn hả? Ừ. Thế người nhà anh bên này đông không anh? Người nhà anh bên này cũng có mấy người. Họ cũng sang bên này được 5-6 năm. Có những người sang bên này được chục năm. Thế cơ à? Thế là, nhưng mà mọi người là cũng làm về cái công việc gì ở đây vậy? Người nhà của anh ấy? Sang bên này thì họ cũng mở bán hàng siêu thị. Rồi một số người thì bán hàng siêu thị, một số người thì làm quán ăn. Như chị Ngọc Anh này là cũng là người nhà của anh đúng không? Ừ, Ngọc Anh là người nhà của anh. Rồi. Thế là chị Ngọc Anh này và vài người nữa là đều người thân trong gia đình anh đúng không? Ừ. Thân kiểu là thân, cũng có thân cô gì chú bác ruột thịt trong ngoài là? Đúng rồi, toàn em gì thôi. Toàn em gì. Mọi người sang trước đây rồi và chia sẻ kinh nghiệm là bên này cuộc sống là mọi người cũng thoải mái và dễ chịu đúng không? Ừ. Thế là anh quyết định anh sang bên này. Chục ngày nay, thế thì 2 tuần nay. Thì anh thấy 2 tuần nay sang bên này thì thấy cuộc sống sao? Mới đầu sang thì, ngày đầu sang thì thấy bỡ ngỡ. Đấy, nhưng mà giờ sang được 2 tuần nay thì thấy bên này thì người rồi người ta cũng hiền lành. Mình mới tiếp xúc nhưng mình cảm thấy người ta cũng hiền lành mà. Thấy sống cũng được. Với cả một phần nào đấy thì cũng có người nhà thì nó cũng bớt phần cô đơn hả đúng không nhỉ? Trước khi mà sang Mozambique này là anh đã từng đi sang nước nào khác mà để làm việc chưa anh? Ừ, trước khi mình sang đây thì mình năm 2013 mình cũng có đi Đài Loan mấy năm. Xong rồi về nước thì mình cũng có đi Nhật. Đi Nhật thì mình đi Nhật được có 1 năm thôi. Đi Nhật được 1 năm xong mình về thì mình sang bên này. Thế còn gia đình anh thì các thứ thì anh đã lập gia đình chưa? Ừ, mình có gia đình rồi, có cháu rồi, có cháu nhỏ 3 tuổi rồi. Thế là con và vợ của anh giờ vẫn ở bên Việt Nam đúng không? Ừ. Sắp tới con ở vợ của anh có tính sang bên này cùng anh không? Anh thì anh muốn cho vợ sang, nhưng mà để đang mình sang một thời gian xem thế nào đã, xong thì mình sẽ tính kế cho vợ mình sang bên này. Cho trước mắt là có 2 vợ chồng, xong là ở bên này thì nói chung là mình mới sang thì chưa biết thế nào, nhưng mà mình cảm thấy nó mọi thứ nó cũng hay hay phết, là muốn cho vợ sang bên này cùng. Thế là ok. Bây giờ là nói chung sang mình đang sang trước gọi là thử xem là cuộc sống là nếu mà ổn thật sự và theo mình có thể sống lâu dài được đúng không? Mình có thể dẫn vợ con mình sang đúng không? Đúng rồi. Thế là anh cũng sang mục đích là trải nghiệm đầu tiên mình thử và một phần nào đấy cũng muốn là kiểu như ở lâu dài đúng không? Tính là sẽ ở lâu dài đúng không? Ừ. Ok. Đấy, thì bây giờ là anh Duy là đang bận trong kia đây các bạn. Ngọc Anh thì đang ngại. Đấy, bà chủ Ngọc Anh thì bảo là ngại không muốn lên video. Ok, em cảm ơn anh vì cái cuộc nói chuyện này. Cảm ơn bạn nhé. Không làm mất thời gian của anh nữa thì giờ anh sẽ vào để chuẩn bị đồ ăn các bạn. Ok. Tập hôm nay thì mình cũng cho các bạn xem qua cái cuộc sống của người Việt mình bên Mozambique rồi đấy. Thì thực sự với bản thân mình thì mình gặp người Việt ở một cái nơi mà đất khách quê người và xa xôi và hẻo lánh, rồi nói chung là kiểu đất nước người ta vẫn nghèo như thế này ấy. Thì mình đấy, các bạn xem thì các bạn cũng hiểu tính mình và những cái gì mình trải qua đấy. Với bản thân mình thì mình cực kỳ vui và trân trọng những cái gì mà gặp gỡ của anh em người Việt ở đây. Thì bên này bây giờ là có gần 200 người Việt ở bên này cơ.
thì mình cũng không biết là cái cơ duyên mình có thể ở đây mình được gặp được bao nhiêu người. Nhưng mà thì mình nói chung thì bản thân mình thì cũng chúc là những anh em người Việt ở đây nếu mà không có cơ hội mà gặp nhau thì sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn và thành công hơn ở đất khách quê người này nha các bạn. Thì sắp tới thì mình sẽ ở đây thêm thời gian thì tìm hiểu về cái cuộc sống của mọi người ở đây được rõ hơn để chia sẻ cho các bạn. Thì hẹn các bạn ở tập sau cùng đón chờ những cái câu chuyện khác, những câu chuyện mới lạ của người Việt mình bên Mozambique này nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón chờ những video mới nhất của mình. Ok, xin chào.